Em xin chào quý vị. Vừa rồi có khá là nhiều khách hỏi em về những cái bộ dàn và 990.000 vừa rồi em có đưa lên đấy một loạt những cái bộ 990.000 bán đồng giá, thì em sẽ test ở đây cho quý vị một cái bộ dàn để xem là CD có đọc hay không nhá. Đấy. Thì như em đã nói, những con này thì sẽ có những con vẫn đọc CD bình thường. Đấy. Tất cả hàng về là bên em chỉ có cái thế đưa lên là bán phần công suất rồi, còn CD nhiều khi em lười kiểm tra. Đấy, còn khi mà kiểm tra quý vị thấy vẫn đọc bình thường nhá. Đấy. Cái này thì em test thêm cho mọi người thôi, em cũng từ nói từ đầu rồi em không bỏ anh CD nhá. Đấy. Lòng anh buồn biết mấy, được tin em lấy chồng chắc người từ đâu anh còn thương tiếng khôi. Giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng, đẹp duyên em với chồng xây cuộc đời đắm ấm để anh tan nát lòng. Em ơi, câu ước thề giữa vai năm tháng nào bên vai chung bóng trăng phai. Em ơi, bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vòng tuôn đêm thôi biết rồi, tình duyên lìa hai lối. Giờ em vui với đời, anh về lòng tê tái, lệ rơi trong tiếng cười. Lòng anh cái con này thì nó có cả equalizer nhé, thì vừa nãy có trong clip có nói về equalizer thì cũng xin nói luôn cho quý vị này, quý vị sẽ nút setup ở đây đấy, và vận chuyển nó sang một cái chữ nó tên là sao đấy. Đấy, khi nào cái đèn chữ sao nhấp nháy thì chúng ta nên enter đấy. Thì ở trong mục này sẽ có preset EQ đấy, quý vị ấn enter một lần nữa. Đấy, và chúng ta có thể là thao tác thành các cái equalizer khác nhau này, bốp này, rock này, ra để vô cần này, đúng không ạ? Thì chúng ta nghe cái nào thích hợp thì ấn enter một nữa để chọn equalizer nhé. Đấy. Đấy, sẽ là chạy nhá, thằng nào cũng bấm cũng ấy rồi thì em sẽ test luôn để quý vị chức năng điện thoại luôn nhá. Tình duyên lìa hai lối, giờ em vui với đời. Ví dụ như bây giờ em cắm điện thoại xong rồi này, thì em sẽ ấn nút ngoài cùng này, cầu kết nối ở đây, audio in, cắm bấm nút ngoài cùng bên này, đấy. Thế là bật nghe nhạc thôi. Rằng giờ này đã ăn sáng chưa? Ở bên đây nắng hay mưa? Anh và tôi thật xa. Và không một ai nói nên câu rằng người tôi đang nhớ anh và anh có nhớ tôi không. Tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhà ở đâu thế? Cứ ta luôn chung tim tôi chẳng nhớ đường về à? Cứ khiến cho tôi nhá. Dàn này có chạy CD bình thường. Đấy. Thì bây giờ em cũng đang có anh khách này đang chờ ở đây đánh còn đấy âm ly, thì em sẽ kết thúc video ở đây nhá. Mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ cho bên em qua số điện thoại là 0966 594 8818 cho em nhá. Vâng, xin chào quý vị.